Xin chào các anh em yêu thích bật lửa Zippo của Deva Shop. Hôm nay Deva giới thiệu cho các anh em mẫu bật lửa Zippo, chủ đề là ngày của cha. Đó, được khắc ăn món axit trên bề mặt, hoa văn rất là đẹp và ý nghĩa. Đó, ngày của cha, đó, cực kỳ đẹp luôn. Đây là bản giới hạn các bác nhé. Bản giới hạn 2699, chỉ có sản xuất 5.000 bản trên toàn thế giới thôi. Đó. Đằng sau là một bài thơ về cha, rất là ý nghĩa. Bài thơ về người cha rất là ý nghĩa. Bác nào thích cái sản phẩm Zippo chính hãng vỏ đồng loạt limited này thì liên hệ Deva Shop theo số điện thoại 0466509888. Mọi người có thể vào website deva.vn để xem thêm về sản phẩm các bác nhé. Tiếng rất là hay luôn. Đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều.